Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Các thí sinh đã hoàn thành chương trình thi với nhiều niềm vui và phấn khởi. Đây là kết quả của sự nỗ lực của ngành giáo dục, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan. So với kỳ thi năm trước, kỳ thi năm nay diễn ra trong điều kiện bình thường mới. Vì thế, cả thí sinh và phụ huynh không còn lo lắng thấp thỏm vì dịch bệnh. Đó là điều kiện thuận lợi để kỳ thi diễn ra an toàn và đạt hiệu quả cao. Theo nhận định của thí sinh, tổng quan đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay bám sát chuẩn đầu ra của chương trình và nội dung dạy học. Đề thi các môn khá dễ sức, có độ phân hóa phù hợp. Các trường rất chú trọng đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, đạt chất lượng. Trong đó là cái vai trò của cái lực lượng công an tỉnh, rồi công an các cái huyện thị thành phố trong việc là đảm bảo an toàn tuyệt đối các khâu của kỳ thi. Trong đó thì phải kể đến là cái khâu in sao đề, vận chuyển cái đề thi và bàn giao đề thi đến các cái hội đồng coi thi. Công tác đảm bảo cái an ninh trật tự, cái phân luồng giao thông ở các cái điểm thi, cũng như là cái việc vận chuyển bài thi từ các cái hội đồng coi thi về cái hội đồng chấm thi. Qua đó thì ngành cũng được sự phối hợp hỗ trợ của Điện lực An Giang đảm bảo cho cái nguồn điện thông suốt, phục vụ tốt cái kỳ thi. Ngành y tế thì phối hợp hỗ trợ rất là tích cực các cái phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đánh giá Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, các phương án bảo đảm an ninh trật tự được các địa phương, nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối, giúp các thí sinh và phụ huynh yên tâm, tin tưởng. Các hội đồng thi theo dõi sát sao tình hình các thí sinh. Qua 2 ngày thi, tổng số thí sinh vắng 79, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 99,25%, đặc biệt không có giám thị thí sinh vi phạm quy chế thi. Năm nay thì tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản là đã được kiểm soát, không khí trường thi thì phấn khởi hơn, giám thị coi thi cũng như là học sinh là cũng yên tâm, và đặc biệt đó là không có cái trường hợp F0 cũng như là các cái trường hợp nghi nhiễm là phải thi ở cái phòng thi dự phòng. Đến thời điểm này thì có thể nói là cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh cơ bản là hoàn thành tốt đẹp. Trong 2 ngày tổ chức thì kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo khách quan, công bằng, nghiêm túc, đúng quy chế và chặt chẽ ở tất cả các khâu. Điểm mới kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, toàn tỉnh chỉ tổ chức thi tuyển vào 17 trường trung học phổ thông, trong đó có 2 trường trung học phổ thông chuyên là Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên và Thủ Khoa Nghĩa, thành phố Châu Đốc, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông An Giang và 14 trường trung học phổ thông có tỷ lệ thí sinh đăng ký cao hơn so với chỉ tiêu hoặc so với nguồn tuyển trong những năm gần đây. Theo đó, 17 hội đồng thi bố trí hơn 455 phòng thi với 10.566 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh là 8.065. Có thể nói, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay, các phương án đảm bảo an ninh trật tự được các địa phương, nhà trường phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện hiệu quả, giúp thí sinh an tâm bước vào kỳ thi tự tin và tạo sự đồng thuận của phụ huynh. Hơn 900 thí sinh ở huyện Phú Tân đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sau 2 ngày thi, các thí sinh bày tỏ phấn khởi sau khi hoàn thành trọn vẹn 3 bài thi của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Tổng quan đề thi năm nay so với năm trước, môn ngữ văn đề thi khá dễ, phù hợp với khả năng học sinh, đề tiếng Anh vừa sức với thí sinh, đủ khả năng đạt điểm trung bình trở lên. Riêng môn toán có phần khó hơn năm trước, nhưng cũng phù hợp khả năng học sinh. Em cảm thấy là đề năm nay có thể là hơi khó hơn năm trước, nhưng mà có thể vừa tầm các bạn làm bài. Dạ, rơi vào trọng tâm của học kỳ 2 là toán VS và giải các hệ phương trình. Dạ, em cảm thấy là không có sự phân hóa và có thể là vừa tầm các bạn và em để có thể là vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. Dạ, em cảm thấy là nó vừa đủ với cái khả năng em làm. Em làm được 70%. Cùng với những cung bậc cảm xúc của thí sinh qua các bài thi, thì các bậc phụ huynh cũng không kém phần hồi hộp lo lắng, bởi kỳ thi lớp 10 đánh dấu thêm bước ngoặt trên con đường học tập của các em. Để đạt thành tích tốt cho kỳ thi,
cùng với các thầy cô, các phụ huynh thường xuyên động viên nhắc nhở con em mình phấn đấu nỗ lực trong từng năm học, nhất là năm học cuối cấp. Do đó, đa phần phụ huynh yên tâm hơn khi con bước vào kỳ thi này. Giống tôi nó thi tuyển sinh 10 tại trường trung học cơ sở và phổ thông Phú Tân. Hồi ngày hôm qua thì về cũng an tâm vì nó tiếp xúc bài được đầy đủ và nó làm bài cũng đúng. Thì cũng nó học rồi đó, giờ nó cũng nắm bắt được cũng được. Nhưng mà bị vì cái đề thi năm nay á, cho nó học thi kỳ 1 nhưng mà học online á, đầu tiên tới giờ nó cũng còn hơi bỡ ngỡ chút. Mà làm bài hỏi thì nó cũng được. Theo báo cáo của hai hội đồng thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn huyện Phú Tân hoàn thành tốt đẹp. Trong 2 ngày tổ chức, kỳ thi diễn ra an toàn, bảo đảm khách quan, công bằng, nghiêm túc, đúng quy chế và chặt chẽ tại tất cả các hội đồng thi. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được thực hiện tốt. Sau 2 ngày dự thi, hơn 3.594 thí sinh đăng ký thi tuyển sinh vào 5 trường trung học phổ thông chuyên và không chuyên trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã hoàn thành kỳ thi của mình với tâm lý khá thoải mái. Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và được đánh giá chất lượng. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi năm nay được đánh giá là bám sát với chương trình ôn tập, theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được giảm tải, có sự phân hóa rõ ràng và có những câu hỏi gợi mở để thí sinh sáng tạo, thể hiện năng lực và phân loại phân luồng theo đúng chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hầu hết các thí sinh đều cảm thấy thoải mái và hài lòng với bài thi. Dạ, sau 2 ngày thi thì em thấy đề thi rất là vừa tầm vừa sức với lại các bạn học sinh. Sau 2 ngày thì tâm lý thi rất là ổn định, thoải mái. Đề thi có sự phân hóa giữa các học sinh qua từng câu hỏi. Nhưng mà theo em cảm thấy thì là theo cấu trúc đề thi thì là một số kiến thức đã học rồi. Nên là cũng được, không khó lắm. Dạ, em nghĩ là những cố gắng của em là sẽ được kết quả như em mong muốn. Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông có vai trò ý nghĩa quan trọng với các em học sinh chuẩn bị bước vào bậc phổ thông trung học. Đây cũng là bước rà soát chất lượng đầu vào của các nhà trường, nên kỳ thi có tính cạnh tranh cao. Sau 2 ngày thi, phần lớn thí sinh đều phấn khởi vì đã hoàn thành tốt kỳ thi, hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển vào các trường như nguyện vọng.